Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục mình chia sẻ đến các bạn cái cách nuôi chim bổi nhanh lên mồi nhất, bổi rừng nha. Còn chim con nuôi lên thì nó đơn giản rồi, còn chơi bổi rừng thì nó mới khó. Thì cũng như mình và các bạn, những bạn cũng đang nuôi thì đa số là chúng ta đều nuôi bổi rừng hết để chơi lên mồi hết. Thì thứ nhất là mình nói về sơ sơ như thế này thì để chúng ta hiểu thêm về cái con chim bổi chứ không phải là phải am hiểu về nó thì chúng ta nuôi nó mới nhanh lên được nha. Thì mình cũng đang là người nuôi số lượng nhiều chim bổi đó, chỉ chơi chim bổi rừng thôi, chơi mồi, không có chơi chim con lên nha. Thì mình cũng nuôi nhiều năm và cũng đúc kết lại nó có nhiều cái nguyên nhân và cái lý do tại sao là có người nuôi chậm và có người nuôi thì rất là nhanh lên đó. Thì cái này nó còn phải tùy thuộc vào, thứ nhất là tùy thuộc vào con chim đó nữa nha các bạn đó. Nhưng mà cái cách nuôi là cũng là quan trọng nhất luôn. Thì đối với một con bổi rừng nha, mới bắt về thì cái này, con này cũng mới bắt về tầm tháng rưỡi thôi, một tháng rưỡi thôi các bạn đó. Còn về cái khâu mà các bạn chọn chim thì mình cũng làm nhiều video rồi đó, thì nó nhát nó nhảy như vậy đó. Bây giờ mà làm sao để nuôi nó được lên cho nó lên mồi đó, thì khi cái con chim nó lên mồi thì tức nghĩa là lúc đó con chim nó đã gáy gù, ok, thả đầu gáy đấy thì gọi là mồi rồi đó. Có thể nó gáy gọi là ra treo ra rừng nó gáy đó, thì lúc đó cũng gọi là mồi rồi đó. Chim về nó rút nó bắt đó, thì lúc đó là mồi luôn rồi. Thì cái này là cái bản năng của con chim thì nó sẽ như vậy. Bây giờ mình sẽ nói từ cái giai đoạn bổi nha. Thì cái quan trọng nhất để nuôi một con bổi lên mồi thì cái chỗ của các bạn treo chim á đó, cái đó là cái quan trọng nhất. Tiếp theo đến cái thứ hai nữa là cái thức ăn. Thì bây giờ là các bạn chuẩn bị cho mình là ngũ cốc và đây là năng mực mới lấy về nữa để cho chim mình ăn thôi chứ mình không có bán. Nhưng mà cái ngũ cốc với cái cò thái đây là mình có này đó, một gói như thế này là 50 ngàn một ký ngũ cốc đó, một ký gói như thế này nha đó. Cái đó là cũng là cái quan trọng, ngũ cốc hạt cỏ thái. Thì con chim là lúc bổi mới về là nó không có con, nó không biết ăn cái ngũ cốc luôn đó, có con nó biết ăn có con nó không. Thì mình cũng phải bỏ vô một hũ lúa và một hũ ngũ cốc để cho trong cái lồng cho con chim này, vào một hũ nước. À, nếu có khoáng thì bỏ khoáng, có năng mật thì cái này là cái phụ, cái năng mật chứ khoáng này phụ, không có cũng được, mai mốt bỏ cũng được, không sao hết. Đó là cái thức ăn cho con chim. Và mình chia sẻ với các bạn là tại sao con chim nó khó lên này, cái này mới là cái khi các bạn hiểu được nó thì là nó mới quan trọng, thì các bạn nuôi nó mới lên. À, nhưng nhiều khi các bạn không hiểu gì tại sao nó lại nuôi nó hoài, nó không có bung giọng, nó gáy vẫn y thì các bạn không hiểu thì nuôi nó cũng chậm lên. Thì đối với một con chim ở ngoài rừng là khi bắt ngoài rừng á thì cái tiếng gáy của nó là rất là to, nó rõ ràng, đó là lúc đó, đó là giọng nó bình thường, giọng đồng cũng vậy mà giọng thổ cũng vậy, nó cũng rõ ràng hết. Còn khi mình bắt về một con bổi về mình nuôi là nó gáy y y đó, cái nguyên nhân chính của cái tiếng gáy cũng như là nó không có lên đấy, nó chỉ có một cái nguyên nhân chính là như thế này, là nó sợ, nó hoảng, nó bị teo cái tinh hồn của con chim, tức là teo hai hồn giấy đó. Nên là chúng ta phải cần phải cho anh nó đầy đủ, thứ nhất là cho anh nó đầy đủ, thứ hai nữa là treo nó một cái chỗ thoáng, không có cần người qua lại nhiều đâu, treo làm sao để cho nó thoải mái, nó tự tin một mình, nó không có đụng chạm gì nó. Nhưng mà lâu lâu chúng ta lại nó vẫn nhát, nó nhát kệ nó không có sao hết, tới chừng mà nó nổi lên rồi thì nó sẽ dạng
Đấy. Nên là bây giờ kiếm chỗ nào treo thì đơn giản. Bây giờ mình cũng sẽ treo con chim này và mình chia sẻ đến các bạn luôn. Nếu như bạn đang xài một cái lồng nó chặt quá thì nó cũng rất là khó. Tại vì chặt quá là con chim nó càng hoảng là nó nhảy lung tung hết trong lồng. Đấy. Nó xài cái lồng nó rộng rộng một tí, có thể cao cao một tí cũng được, miễn sao mà nó nhảy mà nó an toàn là được, nó không có lỡ lấy, nó không có rụng lông là được. Có thể là lấy áo lông trùm lên, ví dụ như mình lấy áo lông này mình trùm lên, này tất cả của chim mình đều trùm áo lông lên. Bây giờ mình sẽ nói cái áo lông này nó có hiệu quả như thế nào. Khi các bạn để trống như thế này là con chim của bạn nó tự nó kiếm chỗ nhoi, tức nghĩa là mọi chỗ trống ra này nó đều có thể nó tưởng bộ trống là nó nhoi ra được hết. Còn khi các bạn chia cái áo lông lại như thế này, đấy như bây giờ con nó đang nhoi đó nha. Đấy. Khi các bạn chia cái áo lông hết lại như thế này thì nó chỉ còn một cái khoảng trống ở trước đây thôi. Ở trước đây thôi, còn mọi phía kia là nó kín hết rồi. Là con chim mình nó cũng giảm bớt nhoi. Đó là cái vấn đề mà chim nó nhoi. Còn cái đặc tính của con chim là nó phải nhoi là cái nguyên gốc rừng nó như vậy, tại vì nó là bụi rừng, nó ở ngoài rừng là nó sống tự do, mà khi mình bắt mình nuôi nó là nó phải nhoi, nó phải nhảy ra, nó kiếm đường nó chung ra thôi. Mình bỏ trong lòng nó đứng lâu ngày thì nó quen nó biết nó ra không được rồi thì nó đỡ nhoi. Đó. Chỉ có vậy thôi. Bây giờ mình trầm áp lòng và thấy nó bình tĩnh lại chưa? Đó là cái cách mà trị mấy con chim nó nhoi. Chứ không cần gì vì phải. Nhưng mà nếu các bạn treo trong nhà. Đó. Treo trong nhà nghe. Bây giờ nó không nhoi lên đấy mà nó nhoi lên đây. Tưởng bộ trên đây trống này. Treo trong nhà thì con chim nuôi nó cũng chậm lên lắm. Chứ không có lên mình các bạn treo ở ngoài vườn hay cái chỗ nào máy hiên nào đồ đó. Bây giờ mình sẽ đi treo cái con chim này. Cái chỗ treo nó rất là quan trọng. Nếu các bạn muốn dạng thì các bạn treo gần người, trùm áo lông lại, trong thời gian nó cũng sẽ nhanh dạng. Nhưng mà không phải nó dạng là nó lên đâu các bạn ơi. Chừng nào các bạn nuôi làm sao cho nó thoải mái, nó tự tin, nó để cái hai cái tinh hồn của, hai hàng giái của nó nở, nó to ra thì lúc đó nó mới sung, nó căng lên là nó gáy, nó gù. Đấy. Cái quan trọng là nằm ở chỗ đấy đấy. Hiểu nó là mới nuôi được nó được, mới chinh phục được nó được. Các bạn có thể treo trong nhà như mình như thế này. Đây luôn. Nếu mà nhà ở thành phố nha, không có chỗ treo nha. Ví dụ như mình treo ở đây, trên đầu mình một tí này. Đó, cái chỗ này là chỗ treo chim nè. Bây giờ là bán hết chim rồi, là bây giờ còn trống không nè. Đó. Treo cao lên như vậy để cho nó khỏi thấy mình. Nó cũng thấy mình nhưng mà nó thấy mình sơ sơ à, nó thấy trên cao nó nhìn xuống à. Là con chim nó nhanh lên. Đấy, mình nói về nhanh lên nha. Chứ còn nếu bạn muốn treo dạng ấy thì treo ngang tầm mắt với mình. Có thể bạn treo một cái con chim thòng xuống tới đây. Đây, ví dụ như đây. Muốn treo con chim nó dạng ấy là treo nó ngang tầm mắt với mình như vậy. Đó. Là mình đi qua đi lại nó ngang cái tầm mắt của mình là nó hay động đậy con chim đồ như thế này nè. Nhiều lúc nó gần gũi với mình nhiều quá. Đó, thì nó rất là nhanh dạng, có thể treo máy hiên này trong nhà tùy các bạn. Cái đó là cái tập con chim nó dạng. Nhiều mấy cái chỗ kia là hồi mình cũng treo chim hết đấy. Nhưng mà không phải dạng là nó lên đâu nghe, mình xin nói trước. Không phải con chim nó dạng là nó lên đâu. Nó dạng là do nó quen người nó dạng đấy. Nó không có sợ người nữa. Đó. Còn nó lên hay không là ở cái chỗ mà bạn nuôi cho hai cái tinh hồn của nó canh lên là nó sung lên. Sung lên là lúc đó nó mới gáy nhiều. Nó gáy nhiều, nó kiếm mái. Nên nó đấu. Đấy. Có người thì người ta đặt cái con mái trước mặt con chim, người ta treo gần bên vậy để cho nó kích cái con chim người ta nhanh lên hơn. Đó là vì cái vậy. Nó treo cái tinh hồn. Khi các bạn bắt một con bối về, nó rất là nhát và nó gáy y y. Đó.
lúc đó chúng ta mổ bụng con chim ra thì sẽ thấy hai tinh hồn nó còn như như cái hạt lúa, như con này này. Bây giờ mà mổ ra là tinh hồn nó như cái hạt lúa này đó. Còn khi chúng ta nuôi nó đầy đủ một năm sau nó căng lên rồi là cái tinh hồn nó to như cái hạt đậu vậy đó, như hạt đậu đen vậy đó. Đó, nó khác nhau là chỗ đó. Đó, chúng ta cứ hiểu là nó teo cái tinh hồn là nó lên không, nên nó không có căng lên được, nó không có gây mái, nó không có gây đấu đó, chỉ có như vậy thôi, không có cái lý do hết. Còn nó nhát chứ nó dạng kệ nó, một con mồi nó nhảy ầm ầm càng tốt, không có sao hết. Đừng có nghĩ nó nhát chứ nó dạng mà nó không lên. Đây có thể treo như gần người vậy nè. Còn đối với những cái con chim nó nhát quá sức là chúng ta cũng phải có cái lồng nó thích hợp, thì nó nhảy kệ nó, nó không có sao hết, không có liên quan gì hết. Có những con nó nhảy vào ban đêm, có khi là 3-4 giờ sáng là bắt đầu nó nhảy ầm ầm như vậy đó. Tại vì cái bản năng của nó là nó đang còn đang hoảng, đang teo một giấy rất là nặng, đang hoảng á, nó sợ nó nhảy như vậy. Chứ nó không có lỗi lầm cái gì hết, chúng ta vẫn nuôi bình thường, mai mốt nó bình tĩnh, nó trở lại bình thường, nó hiểu, nó biết rồi, nó biết là nó hết sợ rồi, là lúc đó là nó lại bình thường, không có sao hết. Đó. Cái đó là cái kinh nghiệm của mình nuôi, mình chia sẻ với các bạn như vậy. Bởi vậy nên là mình treo cao lên như thế này, nó vẫn nhảy nhảy nhưng mà nó chim nó lại nhanh lên. Khi nào nó gáy gù nhiều rồi mình sẽ thay đổi vị trí, thì cái chân nó mình sẽ làm video nói sâu nữa. Bây giờ là nói đang một con bổi lên, thì trung bình thì cũng phải từ năm trở lên mà là lên được mồi đó. Nếu như có con nào mà nó về mà nó không có sợ mình á, tinh hồn nó bình thường á là nhanh lên lắm, có khi vài tháng lên mồi luôn nha. Thì đó là cái chia sẻ của mình đến như vậy. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ dọn con chim này treo lên. Rồi, mình xin chào tạm biệt bạn luôn nha.